Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube xe tải Bình Thuận của em. Thì hôm nay em lên cho anh em mình một cái dòng xe tải quốc dân là con Isuzu QKR 2.1. Thì đây là cái mẫu 2.1, mẫu thùng kính đó, phù hợp anh em mình đi hàng hải sản nè, hay là hàng khô và còn rất là nhiều mặt hàng khác. Thì dòng này cho anh em mình được hai cái mức tải, đó là 1 tấn 9 90 và 2 tấn 280. Tổng tải của nó sẽ là 4 tấn 9 90 để anh em mình đi hàng trong thành phố. Đây, cái mẫu này thì những cái thông số cơ bản hơn thì em sẽ để ở phần mô tả, anh em mình sẽ bấm vào đó để xem. Thì em sẽ đi sâu vào quy cách thùng đó, những thông số cơ bản như là gương, là cho anh em mình cái bộ gương đôi nè, lồi và lõm nè, nó đèn thì vẫn là đèn halogen nè, rồi công nghệ là Blue Power vẫn là Euro 4 thôi. Rồi máy là máy 3.0, đâu đó cũng 100 mã Euro 4 turbo tăng áp là máy khi nào. Rồi lớp thì lớp 7.00 R15, đó là những cái thông số cơ bản hơn. Bên trong con cabin thì cho anh em mình là kính thì kính chính điện nè, lắp cửa là lắp cửa tài phụ luôn. Rồi hộp số là 5 số tiếng và một số lùi. Rồi điều hòa 2 chiều, radio để em đầy đủ hết cho anh em mình. Rồi em sẽ đi sâu vào cái quy cách thùng hơn cho anh em mình. Đây là cái mẫu thùng kính với kích thước của nó sẽ là 4m4, chiều dài là 4m4 chính xác luôn, chiều rộng là 1m86 và chiều cao là 1m88 tính từ sàn lên tới đỉnh. Đây là một cái mẫu thùng kính tiêu chuẩn, nhưng vẫn có một cái tí option gì đó cũng rất là đẹp cho anh em mình. Đây thì em sẽ đi sâu hơn vào quy cách thùng cho anh em mình nha. Còn một chỗ nữa là cái mẫu thùng này là anh em mình có thể làm cải tiến hơn, làm cái vách ngồi là composite, hoặc là làm những ở vách trong là thay vì tôn kẽm thì mình làm bằng inox. Những cái mẫu thùng cao cấp hơn một chút thì cái giá thành nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Rồi đà thì em vẫn đi là đà dọc là U120, đà ngang là U8, đà là đà kẽm, thì anh em thay vào đó có thể sử dụng là đà là đà thép hoặc là đà là bằng inox. Ví dụ anh em mà đi hàng ở những cái chỗ mà nó có nước biển này kia đó thì anh em mình sử dụng đà inox nó ok hơn, còn không thôi thì mình sử dụng đà thép, đà kẽm là cũng rất là ok rồi. Tại vì cái tính của đà thép á thì nó sẽ có độ nghiến cao, nó sẽ chắc cái thùng của mình hơn, chắc cái đà của mình hơn, nó sẽ chịu lực tốt hơn. Đà inox nó cũng một vài điểm rồi. Tiếp theo là phần sàn. Đây sàn thì vẫn cho anh em mình là sàn phẳng 2.5 ly, còn nếu mà dập sóng thì sẽ là 1.5 ly cho anh em mình. Rồi phần vách trong thì là tôn kẽm dày 6 gen, vách ngồi là inox 430, đây inox 430 cho anh em mình được chắn sóng dày cũng 6 gen luôn. Thì ở giữa vách ngồi và vách trong sẽ là khung xương hợp kẽm, khung xương hợp là hợp 44, và sẽ có một lớp mút xốp để anh em mình cách nhiệt. Khung xương hợp 44 dày 1.2 ly. Rồi trên trần cũng vậy thôi anh em, cũng vách trong là tôn kẽm, ngồi inox, vị trí vùng vẫn là inox. Rồi tiếp theo là cái phần cản. Đây, cái phần cản anh em mình thấy nè, một chút cải tiến nhỏ thôi nhưng mà nhìn cái thùng của mình nó đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì là cản hợp sắt được sơn phản quang hai màu vàng đen. Thì nay em sẽ làm cho khách hàng của mình là mẫu cản tiếp inox phi tròn. Đó, anh em mình có thể làm những cái mẫu cản như là inox hộp đầu composite nè, hoặc là inox dập định hình chữ C, chữ H. Đó, hoặc là dập hộp với nóc bằng nhôm đó, nhiều cái mẫu cản cho anh em mình để cái thùng của mình nó phong phú hơn. Thì trong tháng này thì em sẽ tặng cho anh em mình cái cản theo ý của anh em, chỉ duy nhất bên đại lý bên em là nhà nè. Rồi đó, đây là những cái thông số sơ sơ về cái mẫu thùng này. Phía sau thì cũng vậy, phía sau thì vẫn là cho anh em mình cản em vẫn làm là cản inox hộp thôi. Phía sau anh em đi vào phía sau hơn nè. Đó, thì là phía sau thùng tay khó bản lề đều là inox hết nha anh em, và tiếp của tay khó là tiếp là P27 nè. Đó, phía sau bên trong thùng rồi. Thì nãy giờ em cũng giới thiệu sơ sơ về cái thùng của mình, thì sẵn đây thì em cũng báo giá cho anh em mình cái mẫu thùng này. Mẫu thùng này nếu mà tính đến thời điểm hiện tại lăn bánh luôn là chưa đến 600 triệu nha anh em, 590 triệu lăn bánh cho anh em mình. Và hình thức trả góp qua ngân hàng thì anh em nhìn cái thủ sẵn cho em đâu đó cũng có 100 triệu thôi là anh em mình đã nhận xe và đi hàng rồi. Và thì thủ tục nó cũng rất là đơn giản, lãi suất thì cũng rất là ưu đãi. Thì video cũng khá là dài rồi thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây.
hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Rồi xin chào tất cả anh em.